kính chào tất cả quý vị anh chị và các bạn. Hôm nay thì Kiên sẽ đưa mọi người đi tìm hiểu cái cách làm bánh cuốn. Và đây ở đây là cái quán bánh cuốn Hải Nam, một trong những cửa hàng bánh cuốn hot nhất Sài Gòn nha. Đây, hôm nay Kiên sẽ đưa mọi người đi thưởng thức và tìm hiểu cách làm bánh cuốn. Rồi xin mọi người cùng theo dõi. Đây quý vị ơi, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở cái quán bánh cuốn Hải Nam. Nó nằm ở địa chỉ số 11A Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi, đây là cái địa chỉ quán nha quý vị. Ở ngoài này là con đường Cao Thắng nè quý vị. Đây là đường Cao Thắng nha. Đấy, quý vị thấy không? Đường Cao Thắng. Cái quán này thì nó đối diện với một cái gà ác tiền thuốc Bắc này quý vị. Đây là cái đường này là cái đường Võ Văn Tần này, ngay góc ngã tư Võ Văn Tần, ngã ba Võ Văn Tần nhá. Rồi chúng ta cùng vào quán bánh cuốn nha quý vị. Đây là cô chủ này. Đây là cái nhân thì được làm bằng nấm này, tôm này, thịt này. Ở đây có mấy loại bánh gì? Wow, đây chị đang làm bánh cuốn đây, rất là chuyên nghiệp. Cái bánh cuốn ở đây đặc biệt là làm nó rất là khác biệt, không có đụng hàng với ở đâu hết. Đây quý vị, đây là bánh cuốn này. Đấy. Wow, đây là rau thì còn có này, là rau này là rau xà lách này. Là xà lách cái gì bác nhỉ? Rau quế. Dạ, rau quế, rau thơm. Cái này là cái gì má? Hành phi. Hành phi đúng không? Dạ, dạ. Đấy, quý vị thấy không? Nhân. Nhân tôm thịt này quý vị, rất là ngon quý vị ơi. Đấy, đây, chị đang làm bánh này. Đấy, quý vị thấy không? Cái cách làm bánh của chị cũng rất là riêng nha. Chỉ có ở cái quán này mới có. Ở đây cũng có bánh bèo nữa là cô? Đây quý vị ơi, đây còn có cái quán bánh cuốn Hải Nam này còn có cái bánh bèo này quý vị. Bánh bèo này thì được làm bằng cái gì cô nhỉ? À, bánh bèo này làm bằng cái nước cốt dừa nha. Bánh đúc vậy đó. À ok. Nhưng tôm thịt. Đúng rồi, còn cái này con cũng chưa được ăn, tí nữa con phải thưởng thức cái này. Cái này bánh bèo nhân tôm thịt. Bánh bèo nhân tôm thịt. À, rất là ngon. Rồi ok. Ta sẽ quay lại xem làm bánh cuốn nha quý vị. Cái này chỉ còn nhôm nhân tôm thịt đúng không cô? Tôi còn thấy là còn có làm cái gì mà bỏ cái một cái trứng lên trên đó. Là bánh tráng trứng. À, bánh tráng trứng hả? Có thấy là đặc biệt cái đó chỉ ở đây mới có thôi. Tôi còn thấy bạn con ăn cái bánh đó. Ngày nào khách kêu mình mới làm, tại sao không có làm sẵn. À, vậy hả? Đấy, cái gì thấy không? Còn cái quán này là có lịch sử là lâu chưa cô? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi cô nhỉ? 30 năm. À, cái quán này hơn 30 năm rồi quý vị ơi. Đấy, cái này là mình làm sẵn. Đây là cái bột này. Đây là cái thau bột nhá. Đây là cái nồi này, nồi nấu bánh cuốn này quý vị. Nồi hấp phỉ canh này. Nhân đặc biệt nhân ở đây thì rất là nhiều tôm nhá. Đây rất là nhiều tôm. Rất là nhiều nóng này, thịt này. Nhìn rất là ngon nha quý vị. Với lại nữa cái bánh cơm nữa bạn, nữa cái bánh cơm nữa ha. Bảy với chín nữa là 116 phải không? 97 với 9. Đây quý vị, đây là cái không gian bên trong của cái quán bánh cuốn Hải Nam nha quý vị. Đấy quý vị thấy không? Ở đây cái chiều ngang thì nó rất là hẹp nhưng mà bề dài thì nó rất là dài luôn. Đấy quý vị thấy không? Đây chiều ngang thì được 3 mét. Chiều dài thì nó khoảng 30 mét đó quý vị. Đấy quý vị thấy không? Rất là đông khách. Ở đây còn có món bánh ướt nữa đúng không? Dạ. Đây, bánh ướt này quý vị, rất là nhiều món luôn. Đấy. Quý vị có dịp thì hãy ghé quán bánh cuốn Hải Nam thưởng thức cái món bánh cuốn nhá. Đấy, quý vị hãy theo dõi các chị làm bánh nha. Còn sáng không gì sáng?
Thấy cái cảnh cái bánh nó là ngon. Mấy em bên nhìn đi. Giá dạ, nhiều với cầu thôn. Đây làm cái này đây rất là vệ sinh nha, rất là sạch sẽ. Ở đây bán buổi tối có hết nữa này không hả? Dạ. Wow, hấp giá rồi quý vị. Đấy. Wow. Rồi để anh chụp hình cho nha. Rồi, cảm ơn em. Cái này giá hấp ăn thêm không? Hấp đàn dầu. Rất tuyệt vời nha. Quý vị có dịp thì hãy ghé quán này thưởng thức một lần để cảm nhận. Anh này là anh có một anh chia sẻ với Kiên cái quán này, nên là hôm nay Kiên đến thưởng thức và để tiện thể quay chia sẻ với tất cả quý vị luôn. Rồi nó đi dạo không như này. Đây là cái công đoạn làm bánh cuốn nha, bánh cuốn Hải Nam nha quý vị. Đây quý vị ơi, đây là cái đường trước của cái quán bánh cuốn nha quý vị. Đấy. Bánh cuốn Hải Nam đây quý vị. Đấy. Trên quay gió địa chỉ rồi nha. Quý vị có dịp thì đến đây thưởng thức nha quý vị. Để cảm nhận được nó ngon như thế nào và nó mắc như thế nào nha. Một trong những quán bánh cuốn đông nhất Sài Gòn, ngon nhất Sài Gòn và cũng là cũng mắc nhất Sài Gòn luôn quý vị. Đấy, ở đây thì nhân viên hàng Việt Hương. Dạ. Thấy rồi cô. Nhân viên hàng thì Việt Hương thì có đến đây ăn và chia sẻ với tất cả quý vị rồi nha. Wow, tuyệt vời quá. Đấy, quý vị thấy không? Rất là tuyệt vời. Rất là đông nha quý vị. Mặc dù buổi tối nhưng ban ngày cũng bán mấy nhờ. Bán 6 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm. Wow, bán từ 6 giờ sáng tới 11 giờ đêm nha quý vị. Nên là quý vị yên tâm là đến giờ nào cũng có bánh cuốn ăn hết, thưởng thức hết. Mấy cô nhân viên ở đây thì có áo đồng phục rất là đẹp này, mang cái thương hiệu bánh cuốn Hải Nam này. Hai ngày nữa ăn không? Cái Diễm My với chị Phương ăn không? Đang wow. Người ta ăn, đang ngồi ăn, đang ngồi nói chuyện này. Đúng rồi. Quá tuyệt vời. À, hai đứa nó ăn, hai đứa nó nói chuyện như vậy. Dạ. Đấy. Quay cái món này, quay cái món, quay đầy đủ cho hai cái gì đó. Dạ. Rất là ngon đấy quý vị. Cái này là tên bánh cuốn là có thương hiệu Hải Nam luôn cô nhỉ? À, hai hộp, một cái không trả. Đấy, quý vị thấy không? Rất là tuyệt vời nha.
quán này thì được rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến ăn nha quý vị. Rất là nhiều showbiz, giới showbiz đến đây ăn rất là nhiều. Dạ. Đây, đáp giá này. Đấy, cái heo không đặt hấp giá rất là ngon này. À, ok. Con này là ba mấy năm rồi nhỉ? Wow. Ngoài bánh cuốn này là có bánh ướt và bánh tôm. Đấy, quý vị thấy không? Rất là tuyệt vời nha. Quý vị có dịp thì hãy ủng hộ quán bánh cuốn Hải Nam nha. Đến Sài Gòn mà chưa có thưởng thức cái món bánh cuốn Hải Nam thì chưa phải là đến Sài Gòn. Rồi, xin kính chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé. Xin trân trọng kính chào.